Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người, đó là bộ hồ lô mọi người. Cái bộ hồ lô mọi người, đây mọi người. Này có mây treo quân đào luôn rồi, đang có tên Hồng Quân luôn rồi, không biết là họ gì mà Đào Quân hay cái gì Hồng Quân luôn rồi. Năm năm mốt và Vĩnh Lộc Bình Chánh, xe Vĩnh Lộc Bình Chánh. Này bầu mùa lô mini mọi người, này 46 này 92 mọi người, có lấy size 46 với 92 mọi người, có cuốn mọi người, dùng để chân bằng hồng đẹp mọi người, để thần tài gì đó bằng hồng mà mới chân tài lộc. Ngày ngày 9 tháng 8 mọi người, 8:45 phút, giá 678 mọi người, số đẹp mọi người, sau 7800, sau 78, sau 17.800, sau 8.000. Cái đơn hàng cái nào tới trước thì mua trước, mọi người lấy trước mọi người, chứ còn mấy cái đơn hàng sau nữa là hết tiền mà kẹt tiền chắc trả hàng mọi người, chứ giờ là hết tiền rồi, nhưng nhiều khi đặt quá tay mọi người, cái tiền nó bị hỏng tiền mọi người. Nên cái đơn nào lấy được lấy mọi người, nào tới trước lấy. Tặng mấy miếng mốt nè, không biết luôn để làm gì mọi người. 1, 2, 3. Đẹp mọi người, này cái bầu hồ lô thiệt mọi người, trái của cái bầu hồ lô mọi người, chứ không phải loại mấy bằng gỗ hay mấy bằng ấy mọi người, lắp trong cái hộp luôn mọi người, lắp tiêu luôn mọi người, này lấy làm giống được không mọi người, này ấy thì có làm giống có hộp, có hộp ở trong mọi người, thường thì người ta ấy còn cái chỉ đỏ mọi người cho đẹp đẹp mọi người, này thôi cũng được, này đứng không được mọi người, nghiêng à, này mình để chân mọi người, có xe lớn hơn cũng được mọi người, này giúp cột mua thấy xe này được mọi người, trước tính mua xe 46 mọi người, giúp cột thấy nó hơi nhỏ mọi người, nhìn cái này cũng chắc cả 9 xăng đúng không mọi người. Xăng luôn rồi, tính cú luôn 16 xăng, 12 xăng, thấy cũng không bự lắm luôn rồi, để chứ, có tặng thêm mấy cái mút tròn tròn này không biết để làm gì luôn rồi, để dàn ấy. Bây giờ bóc tới đây là hết luôn rồi, chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa, có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người. Thường ta nói hồ lô bán thuốc gì mọi người, để hồi đó để đựng đồ chứa nước này, cái uống mà đừng dầu kia đó.